Chi Pu lộ diện giữa drama chị em phức tạp, thần sắc gây chú ý bên cạnh bạn thân Sun HT. Từng là bộ bốn gái xinh đình đám Hà Thành, Chi Pu Quỳnh Anh, Shin Salim và Sun HT bất ngờ vướng nghi vấn rạn nứt khi hai thành viên trong hội bị nghi nghỉ chơi vì một chàng trai. Hiện tại, người trong cuộc vẫn kiên quyết không lên tiếng giải thích cụ thể sự việc. Mới đây nhất, Sun HT bất ngờ đăng story quay của bạn thân Chi Pu đang chơi đùa cùng thú cưng. Khác với cảnh hội bạn học hội vui đùa, nhộn nhịp như trước kia, lần này chỉ có Chi Pu và Sun HT gặp gỡ và ăn tối cùng nhau. Trên trang cá nhân, Chi Pu cũng chia sẻ lại khoảnh khắc trong buổi gặp của bạn thân 11 năm Sun HT. Sau liên hoàn drama những ngày qua, đây là lần đầu tiên Chi Pu lộ mặt bên cạnh một thành viên trong hội bạn. Có thể thấy nữ ca sĩ vẫn giữ thần sắc tươi tắn, tuy nhiên cô lại không năng động và vui cười nhiều như những lần trước. Sun HT bên cạnh Chi Pu giữa lúc ồn ào nghi hội bạn chia phe. Chi Pu lộ diện với vẻ ngoài tươi tắn. Sun HT là cô bạn thân, gắn bó lâu nhất với Chi Pu trong hội bạn. Hiện tại, người hâm mộ hy vọng các cô gái có thể giải hòa, chia sẻ rõ thực hư để bên cạnh nhau thân thiết như trước. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.